Hồi nãy mình vừa mới hạ một thằng thì đi một đường một khoảng thì nó lại gặp một cái thằng khác. Mình chưa kịp làm gì hết là nó bắn bắn mình rồi, chết luôn. Và hiện tại là mình đang quay lại đây. Thì mình cũng phải chơi lại cái khúc này cũng 2-3 lần rồi cho nên tới bây giờ mình mới làm lấy được. Ý, chết mẹ. Bắn hụt. Nó vẫn luôn chuyện thấy mình ở đây. Thì cái lần này là lần mình chơi thứ ba rồi. Ok, mẹ đi. Thì có lẽ mình sẽ biết một vài đường đi hơn hồi nãy. Nhưng mà nói cho thẳng ra thì mình cũng không rõ đường đi là wow. Thì cái khúc này nó đòi hỏi mình phải stealth hết mức có thể. Càng stealth càng tốt và không để bị phát hiện kể cả một lần. Nếu như mình bị phát hiện thì mình coi như mình chết ngay. Nhưng mà địch ngay khúc này khá là khó tại vì nó khá là đông và nó di chuyển khá là bất thường, mình cũng không rõ nữa. Nhưng mà để xem mình có nên đợi nó ra tới đây không ta. Để mình đợi thằng này ra tới đây mình giết nó cái đã. Từ từ bình tĩnh cái phải bình tĩnh. Đấy đúng rồi. Hồi nãy mình chỉ cần mình nắm hụt thôi đó, bấm hụt thôi là nó nhào lên nó giết mình rồi. Cho nên phải cẩn thận hơn. Cái game này có thể là khá là giống với Assassin's Creed Unity nhưng mà có vấn đề khác á, là một khi các bạn đã bị phát hiện rồi á, thì các bạn chết ngay tại chỗ chứ không có thể nào thay đổi tình huống được. Như Assassin's Creed Unity là các bạn có thể còn chạy hoặc còn đánh trả được chứ như này là chết chắc luôn. Ôi có thằng này kia, có thằng này kia. Để mình đợi nó đi qua cái đã. Nó nhìn hướng khác rồi, nó nhìn hướng khác rồi. Không để cho an toàn thì check ngay đây cái đã. Ok, ổn. Nó má nó đâu rồi? À, nó kìa, nó kìa. Má sao mình cứ xoắn xoắn sao? Cứ sợ nó phát hiện cái thấy má chơi lại từ đầu nữa chứ. Ok, nhẹ nhàng và yên tĩnh, không một ai phát hiện. Ok. Mình nên giết nó hay là lẻn quá? Mình thì theo cái chủ trương là giết không bỏ sót. Nhưng mà trong cái trường hợp như thế này thì khá là khó để giết tụi nó. Mình có nên giết không ta? Mình nghĩ chắc nên giết đi chứ nó đi lảng vảng như vậy mình cũng không dám đi nữa. Uầy, ôi, cái thằng này. Như lại nhìn hướng khác rồi, nó cho mình nghĩ là chắc là hướng ngay chỗ mình đây. Nó đi ngay để mình thọc tiết nó sau lưng nó thử coi. Đây, phải từ từ bình tĩnh, từ từ bình tĩnh. Từ từ, đúng rồi. Đi. À, quá đẹp. À, double kill nhá. Ok, đi tiếp nào. Phải bình tĩnh cái, phải bình tĩnh. À, đây, còn một thằng. Đây. Ơi, ơi, ôi, ôi. Nó nhìn hướng này chưa chưa xong lên được nhá. Đợi đợi nó quay hướng khác để mình bắn nó coi. Ok. Rất là yên tĩnh và không ai có thể biết điều này. Đi tiếp nào. Úi, mày ơi, hết hồn. Vãi thanh niên. Có gì vậy? What the fuck? Nó bị cái gì vậy? Một thằng đằng kia nữa. À thì ra thằng này nó cầm cái chìa khóa. Từ từ mình check lại cái ngay chỗ này. Là nó đi lên nữa mình ăn hành đấy chứ. Check lại xong mình chạy xuống lấy chìa khóa đã. Ui, hồi má hết đạn. Bắn hụt xong cái hết đạn nó mới tục chứ. Ở đây mình lấy cái chìa khóa đã. Từ từ cái phải bình tĩnh từ từ. Tại vì tụi này có thể ở bất cứ một nơi nào. Phải check kỹ lưỡng vào, không thì đi lạc có ngày. Unlock the gate. À, the gate. Nó chỉ mình đi hướng kia. Không ngờ cái súng này nó mau hết đạn quá. Lúc đầu mình tưởng nó là một cái cây kiểu như bắn đường cung này nọ để kiểu như zip line trong Battlefield Hardline á, để mình phi xuống. Nhưng mà thực chất là nó giết người được các bạn. Khá là kinh. Bắn một phát là chết luôn á chứ. Kéo đồ đâu. Đây cái ai nó không để mình check lại luôn.
Chứ đang đi giữa chừng gặp tụi nó xông ra thì mệt lắm. Ok. Mình nghe đây chắc không có ai đâu. Nó kêu mình xuống đây mà. Đây, 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 cánh cổng đây. Đây, đúng rồi, quá đẹp. Đù, mẹ, nhìn ngầu quá. Uầy, 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 uầy. Bậy nha bạn Hiền. Mới vô là gặp tụi này rồi. Mình có xin nên xử nó luôn không ta? Vãi đồ thiệt chứ. Nó tới là bắt buộc phải xử thôi. Ôi, vô đây, vô đây, vô đây. Fuck yeah man. Một em đã đau. Còn ai nữa không? Ra hết luôn đi. Ok. Giờ đâu ta? Vô căn nhà này hả? Nhưng mà thật sự ngay đây nó không có, nó không có chỉ dẫn hoặc không có nút bấm gì hết á. Rốt cuộc là đi đâu mới được chứ ta? Quanh đây không có ai hết. Nhưng mà nó vẫn làm mình cảm thấy cứ rợn rợn, thấy đéo nào á. Phải đi hướng này không ta? Nghĩa là chắc chạy hướng này gì đó. Mình nghĩ là vậy. Ui ui ui, ui đăng ký có một thằng, đăng ký có một thằng. Giật cái mình ra. Nhưng mà giờ mà súng mới hết đạn sao bắn nó đây ta? Quái nào thật chứ. Ôi 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 ôi. Quả thanh niên, mém nó bị thấy rồi. Hỏi đi chứ. Hu hu hu. Lại đây, lại đây, lại đây, lại đây, lại đây. Nghĩ sao vậy? Nằm xuống đi em, ngủ ngon. Tối rồi, không nên nói lớn. Còn ai nữa không? Cũng hên là mình thấy nó kịp thời, không thì thôi nó nã cho mình vài phát rồi. Thật sự tới cái đoạn này thì mình chưa chơi tới. Nhưng mà mình cũng đang cố gắng tìm hiểu đây. Đi hướng nào vậy ta? Rendezvous with Lucan. Tập trung lại với thằng Lucan. À đây đây, đây đây có chị hướng dẫn rồi nè. Cuối cùng nó cũng có hướng dẫn. Phải nào thật chứ. À kiểu như nó mình phải đợi mình giết hết hay sao á, rồi nó mới chỉ dẫn cho mình. Đợi tao với thằng kia má mày. Vừa lên chứ. Đây 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 đúng rồi. Sao chú bây giờ mới xuất hiện hả? Lên. Lên 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 lên. Lên nóc nhà lá. What the fuck man? I'll move through the east. It would be wise to have the communicator from here on. Good point. Yeah. Ok lên. Vãi thanh niên chiều tường. Bình tĩnh, không được cái cú. Manh động là có thể là vô bệnh viện đó. Ok. Quanh đây là ở khắp mọi nơi, những chỗ này ai cũng có thể ghim cho bạn vài cái viên đạn vào đầu. Chả ai là bạn hết á. Toàn kẻ thù không mà, không thể tin được đứa nào hết. Cái trò này cái trò chén nhất trong từ game này nha. Fuck man. Chả thiếu thú vị hết. Ây, oi, oi. Thế là dây mà còn hụt nữa chứ. Lên, lên. Oh shit. Lên. Oh. Đó, lên đó, đúng rồi, hay quá. Mở cửa ra, đạp cửa xong vào. Là boss. Oh, oh, oh. Cái gì đây? Có vẻ thú vị. Clear the west wing. Chơi nguyên một bộ phận phía tây luôn. Chơi hết. Oh, oh, oh. Có địch kìa, có địch kìa. Đi riêng lẻ là chết lẻ tẻ nha mày. Fuck yeah. Oh, nín nín nín. Đó là lý do tại sao mà thằng này nó luôn luôn đâm ngay cổ. Đâm một phát là không nói được gì luôn. Nín luôn. Im luôn. Oh, chúng ta phải làm mọi thứ cho im lặng. Hoàn mỹ nhất. Ok, ok, bình tĩnh, bình tĩnh. Không việc gì phải xóa. Đéo thấy được cái gì hết á, mệt quá. Xông lên luôn, quá nồi. Xông lên, xông lên. Ok,
cái gì cũng phải bình tĩnh. Điển hình là nãy mình xông lên 2-3 lần, và đồng thời là ngay khúc này cũng khá là khó những khúc ban đầu mình chơi, và vừa mới xông lên là mình ăn một viên đạn ngay đầu, thế là phải quay lại khúc này. Quái nào thật chứ. Đây, và hết ra thì mình cũng biết cái hướng đi nó là hướng nào, bắt buộc là mình phải đợi cái thằng này đi tới đây, hạ nó trước rồi mới tiến hành được. Đây. Vô đây ngủ em ơi. Vô, đúng rồi. Đây, và còn một thằng ngay đây nữa, đúng rồi. Mình phải đợi nó đi vô trong, nếu mà mình đi ra luôn á thì nó sẽ thấy mình liền luôn. Nãy mình cũng chơi đi chơi lại khúc này cũng 2-3 lần rồi cho nên biết rõ là tụi nó sẽ đi như thế nào. Đúng rồi, đây. Còn một thằng bên tay phải nữa, nhưng mà từ từ cái thằng nó tính sau. Đứng vậy mà tụi nó không thấy. Đây, còn một thằng ở đây nữa, nhưng mà súng hết đạn rồi. Chứ có súng rồi mình bắn nãy giờ rồi. Mình đang tính xong ra, nhưng thằng này là quay lại bất ngờ. Thì hồi nãy mình cũng bị rồi, cho nên tao biết mày đi đâu rồi, không việc gì sẽ phải xoắn nữa. Anh thừa biết chú thế nào cũng quay lại. Đây, đúng như kế hoạch. Vô đây mày. Mẹ là đùi bố. Bố đi ra giữa chừng, đéo tin được nó quay lại chứ. Nó quay lại một cách bất thình lình, ăn 2 viên đạn vào đầu, đéo tin được chứ. Lần này bố biết mày rồi, cho nên bố không ngu gì vậy, chạy ra trước. Bố đợi mày quay lại là đâm, thế đó mới hay. Ok. Đây, bình tĩnh. Thanh niên không nên manh động vào lúc này. Một thằng ngay bên tay phải. Thằng này nhìn khá là ngáo, mà không biết nó đi ra đây không ta. Ôi. Đây, đúng rồi. Fuck you bitch. Né, đâu một. Biết còn thằng nào không ta. Lùm đạn cái nè. Đây, đúng rồi, hên quá, có đạn rồi. Ok, ơi, mình vừa mới thấy cái gì đó. Ồ, ngay đây nó có cái hầm hay sao. Đồ, khá là thú vị đó, mình bắt đầu thích rồi đó. Kiểu như đột nhập vô mà đi đường hầm như thế này. Đúng rồi, ngon cơm man. Nhanh lên, vãi nồi. Tụi nó phát hiện ra ăn cướp bây giờ. What the fuck man. Cái gì vậy? Cái này cutscene rồi, mình không có đụng vô nha. Nó tự nhìn luôn rồi. Oh what the fuck. Cái gì vậy? Ủa không phải là con nhỏ đó, nhỏ người Ấn Độ sao? À, thì ra mình hiểu rồi. Có nghĩa là nó tự động nhắm lên, nhưng mà mình phải nhắm bắn cái thằng mà vừa mới bắn con nhỏ đó. Mình nghĩ là vậy. Đó, đúng rồi. Phải bắn cái thằng này hay sao á. Đúng rồi. Kiểu không lấy nó bắn cái con nhỏ này. Đó, mình cũng không biết, cho nên mình cứ tưởng là cái gì đó. Nè. Cảm ơn đi mày. Nhớ đi bao trà đào với ba. Dẫn anh đi trà đào được rồi, không sao đâu. Anh dễ chịu lắm. Cứu có mạng thôi mà. Không bị gì với ngại gì đâu. Yes, with my life. Very well. What now? We will meet him inside and proceed to the archives room. Let's go. Đây là thằng nhỏ nhất mà mình có thể nói là coi trong từ game này. Nó đứng chỉ có một mình thôi. Và mình nghĩ là mình nên bắn hết vô rồi. Vậy đi cho nhanh. Mình cũng tính tiết kiệm đạn, nhưng mà nó không di chuyển thì thôi. Thôi thì anh vĩnh biệt em ngay tại đây. Vấn đề là cái đạn này mình không thể rút lại được.
Cái này nó lại là đoạn rồi chứ không phải là kiểu như là cung hay gì nữa. Ok. Trời mưa, khắp đường rất là trơn trượt, mà sao con nhỏ này chạy nhanh vơ cơ lơ ra, từ từ đỡ tí. Đấy, trượt cái té vỡ đầu bây giờ. Thanh niên đang chạy trượt té vỡ đầu chơi lại từ đầu. Game over. Ồ, chúng ta có quân tiếp viện nè. Từ lúc nào mà mình chơi tụi quân phiến loạn thế này? Vái nồi thì thanh niên phản bội cả nguyên một hội The Order để chơi với tụi phiến loạn, và thậm chí kẻ kéo bầy lũ dụ dỗ cả Sir Lucan để chơi chung với mình, chơi với tụi này để tin tưởng lắm này. Và mình cũng đang chưa biết rõ là đằng sau cái tấm màn kia là sẽ có chuyện gì gây gớm hơn. Hiện tại là mình chỉ biết là có thể là liên quan tới hội The Order, tức là hội này có liên quan tới cái việc mà giấu xác của Ma Cà Rồng. Trong cái phần trước nếu bạn này có coi, tuy nhiên thì mình vẫn không rõ là ai đã làm chuyện đó và tại sao lại giấu xác Ma Cà Rồng. Nó thật sự cũng không phải là người sói nữa, nó nửa người nửa thú, mà thậm chí là nó còn có cả Ma Cà Rồng nữa chứ, khá là ghê. Debbie, though you may not trust me, know that I will protect your queen in your stead. I owe her you that much. See that you do. You do not want to get on the bad side of that one. Trèo lên nào. Quá đẹp. Vậy rốt cuộc là chúng ta có chơi stealth nữa không? Không hả? Wow, bắn thoải mái luôn phải không? Quốc láng luôn. Đồ bố thích. Bố thích rồi nha. Nhưng mà bà còn có 3 viên đạn à. Quá nồi thật chứ. Nó biết mẹ mình luôn rồi. Quá nồi thật chứ. Nó thấy mình rồi. Cái này phải gọi là mắt đại bàng thì chứ. Đây, có cái súng OB nhưng mà nó đạn ít quá. Cây nhảy bắn một phát chết luôn thì được, nhưng mà đạn không có nhiều. Đây, để bố. Đâu, ra hết đi. Pam. Cái này khó bắn quá. Đây, một phát headshot quá đẹp. Kiểu như đá banh nha, bắn một phát trúng mà kiểu như đá vào lưới vậy á. Như thế mới hay. Cái gì mà chấp gì, what the fuck man. Tụi này làm gì mà kinh dị vậy. Wow. Ô la la. Bom. Nào chơi xấu vậy, bố ghét nhất là tới nào chơi bom nha. Phải rồi thật chứ. Pam. Cái súng này cũng kinh đấy chứ. Bắn một phát là văng đấy chứ. Đéo đồ đâu. Hàng đéo phải dặn đồ đâu. Let's get inside before more guards arrive. Over here. Ok. Còn đi đường nào nữa không? Khóa cửa rồi hả? Ôi, nó mở ra cái cửa nè. Xong vô. Đúng rồi, xong vô. Yeah man. Bố đã giờ lại tới bên trong. Nè. Hey, cái gì đây? Thôi cái gì vậy, cái gì hết hồn à. Ôi nào cầm shotgun vậy. Ôi tím nào cầm shotgun kinh vậy. Wow. Đây. Này ứa nè. Bắn nè. Đâu còn tím bên tay trái nữa. Đây. Nhỏ này bắn nó đi. Bên chỗ mày mà. Đấy, đã mất máu còn gặp nhỏ này. Đúng là vô dụng vơ color ra. Ôi đây. Đấy. Cái súng này khó bắn thiệt quá chứ. Pam. Đâu. Pam. Shit. Wow. Súng nạp đạn. Nhanh. Có công nhận khó bắn thiệt chứ nhỉ. Chỉ vậy mà nó bắn mà cứ thẳng lên trời. Vơ cơ lơ thôi chứ.
Kiểu này mà sao làm 360 no scope được. Vãi thật. Đó, đó, đúng rồi, mẹ. Vãi thì chứ. Này thì bắn. Ôi 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 ôi. Ui. Hết cái hồn à. Hết cái đằng. Ôi, ôi sao bắn không được. Ê, kiểu như nãy có cái cover nó chặn mình là mình không bắn được chứ. Ôi, khó bắn thế. Shotgun, shotgun nè. Ôi, nó bắn vỡ cái miếng kính trên đầu mình luôn rồi, vãi rồi thật chứ. Ra đi mày. Má mà không có bom ta. Ô, còn đúng một viên. Thiệt hả? Thằng kia chết cho ta. À, vãi nồi cái kiểu cái cột chứ. Chết luôn hả? Súng lục cái đã. Hết súng rồi. Lụm súng ra. Uầy. Hết hồn, tưởng là định nữa chứ. Ôi, cái gì đây? Ô, thằng này đâu ra vậy? Ô, nữa nè. Đâu ra vậy? Ê, làm như 007 á. Trời, nắp trong cái cột vẹo. Nghĩ đầu sang bắn, như đúng rồi. Đây, đâu? Đi đâu nữa? Rốt cuộc đi đâu? Ok, để mình tìm cái súng ra. Súng, hết đạn rồi. Đạn súng cùi không ta? Nhưng mà có còn không chứ sao giờ? À đây, cái này cũng được. Đỡ hơn xài shotgun thì shotgun nó cũng được. Nhưng mà vấn đề là trong những trường đoạn như thế này á, thì shotgun nó cũng không có hữu ích đâu. What the fuck? Đây, bố rất là khoái trò, ba trò cúp điện đó nha. Pam, cái cúp điện mạnh ai nấy làm. Chuyện ai nấy lo, ok. Đây, đúng rồi. Nghe cái kiểu như nghe nhạc đó ba. Cắm vô hai đầu. Pam, yeah. Ok, xong, ngon. Pam, đi tiếp nè. Ủa, mở cửa ngay đây hả? Một kho tàng đồ chơi. Má, lại là thư nữa. Dẹp, đéo đâu. Súng này, đúng rồi, cái súng đó đúng rồi. Bom nè. Lấy hết, có nhiều lấy hết. Ít khi nào mình dùng bom đó nhưng mà cứ lấy đi cho an toàn. Kiểu như lỡ hết cái này còn có gì có để chọi cho nhanh. Look and hold your fire. This is Lakshmi Bai, the leader of the rebellion. She is your confederate. Have you taken leave of your senses, man? I might ask the same question. If I didn't know you any better, I'd think you'd led me into a rebel ambush. As I might fear an arrest. We do not have time for this. We needed help, and she is the only one I could turn to. This is madness. You're putting the very core of our order in jeopardy. Alistair, you have to trust me. You asked that we find proof. She was with me in Blackwall. She witnessed what I found there. You mean to tell me that she helped you destroy the United India Company docks? My father was right. That was an act of pure terrorism. She used you. She brought this conspiracy to my attention. And if we're to see it through, her help is invaluable. And what if you're wrong? Then she and I will answer for our actions. And suffer the consequences. As Mallory did. See you on the wrong side of this mess. Neither would I, brother. There they are, far end of the lobby. Ôi, nó bắn rác quá đi thôi. Còn thằng này nó bắn, nó quay như đau đớn nữa.
Vậy quéo lên xuống xuống như con ù nó xông lên kìa. Trời ơi, thanh niên manh động. Quá rồi, tụi này bắn rác thằng này kiểu như bất tử đạn á, lộn cộng bất tử máu hay sao á. Không si nhê và cũng không quan tâm mình đang bị cái gì, cứ xông lên như đúng rồi. Ok. Còn tiếng nào ra hết luôn đi nã. Phải cái giọng. Không, cái giọng này nghe cũng tới đấy chứ hả? Ok nữa. Lên nào. Ồ, còn tiếng nào ra nữa không kìa? Ồ, tiếng kia bị cái gì vậy? Ồ, không, cái ông này là ông bạn của mình. Ola. Xong lên mấy đứa. Ola. Ôi, ô. Đẹp quá chứ hả? Ồ, thằng gì nghe đây nha. Đồ. Nhà mình mà được như thế này thì ngon ha. Nhìn rất là ngầu và nhìn rất là sang trọng. Ôi, đồ chơi. Ồ, cả nồi luôn. Ồ, vãi quá nè. Cái này cái gì đây? Ôi. Ôi, súng bắn lựu đạn. Fuck yeah. Tụi bay chết cho anh mày. Pam. Oh, thích cái này đó nha. Ây, da nó bắn rác quá. Pam. Nghĩ, má có gì, có sniper nữa hả? Ủa má nào bắn sniper vậy? Má bắn rác rồi nha. Bố ghét sniper nha. Uống thuốc cái đã. Từ bố trả thù sau. Nó đâu rồi ta? Mình thật sự mình không thấy được. Thậm chí là mình nhấc má nhấc cái đầu lên để nhìn rồi nó cũng bắn nữa. Mất máu đó. Mình nhìn chúng ta có coi. Đâu vậy? Tất nhiên là chắc mình nghĩ chắc không có trên nóc nhà đâu ha. Bắn đại xem có trúng hay không. Cái này khó bắn trúng quá ta. Ây, nữa, sniper nữa, mát, cái đẻ thiệt chứ. Thằng đó ở đâu, mày ở đâu? Mình nghĩ là ngay chỗ đó nhưng mà không biết có phải chỗ đó hay không, tại mình không thấy đứa nào hết á. Sao thằng này bắn mà không chết ta? Ôi, cái gì vậy? Mình hết đạn rồi. Đúng rồi, có đạn bắn tiếp, đây. Bố à, có lượng vô hạn đạn ở đây. Pét, ụt, mát, thấy mày rồi. Này sniper, đúng rồi. Hóa đẹp một phát ngay đầu. Thanh niên tỉnh ngủ liền. À thì ra mình phải chỉ cái đó, ngay cái cục tiền cầu đó, ngay thẳng cái mặt nó. Thì nó mới chết được. Đó, đúng rồi. À, ta đã hiểu cái nguyên lý của cái súng này. Kéo ngang nào hết. Cái điều nó bắn rác quá. Đó, đúng rồi. Hết đạn nữa rồi. Từ từ đã. Rồi, để mình đi nhặt đạn ra. Mình thích cái súng này đó chứ hả? Bắn một phát cái đám chết hết. Đúng quá đẹp luôn. Ủa, bắn hụt à? Mày nghĩ sao vậy? Cái thằng này, nó gì trò bò vậy? Thằng nó mặc giáp không ta? Ủa, nó cầm súng nhiệt kích nổ kìa. Ôi vãi nồi. Mày nghĩ mày đi đâu vậy? What the fuck? Hết đạn rồi, từ từ đó. Chai này có vẻ lâu. Bắn một hồi đó. Chứ không phải, nửa kìa. Ây da, nửa nè. Đùa với bố. Đâu? Ở ra đây mà bắn đi, ở đó mà trốn. Đó, phải vậy chứ. Đâu, còn ai nữa không? Ôi, bình tĩnh. Ôi, sao bắn hụt vậy ta? Thằng này chạy mày đứng yên có mày. Vãi nồi. Đáng. Bước tiếp. Cái này đang vui mà. Ôi, thấy đéo nè, mình chỉ nghe đâu nè. Đứng yên có cái thằng này. Đó, đúng rồi. Đâu, còn ai nữa không? Lấy thêm đạn coi. Ok, kìa mẹ nó đi tiếp nè. Mình nghĩ là chết hết rồi. Rồi đúng rồi, đi hướng này. Mở cửa đi cưng. Xong rồi ha. 1,
2, 3, vô. Cái gì vậy? The archives room is just ahead. Search the archives. Look for manifests, bills of lading, requisition orders. Anything that might link the company to the half-breed shipments. How are we supposed to look through all this? Keep it down, Finley. Just thank God. Tìm cái giống gì trong mấy cái đống này đây ta? Nó bảo mình đi tìm nhưng thật sự là mình không biết tìm đâu. Đây, để mình check mọi thứ. Có lẽ là cái vấn đề mình cần tìm cái chỗ nào đâu đây thôi. Rồi, chắc không có rồi. Nhưng mà cái hộp này là gì ta? Thằng này đứng yên, đứng nhìn, nó đi tìm nó mày. Bố, tự đi tìm đi ba, bắt tao đi tìm nữa, what the fuck? Vãi nồi thật chứ. Cái gì đây? Phải cái tấm ảnh này không? Một căn nhà cũng chả rõ ra cái gì, nhưng mà thật sự là mấy cái này nó không có lợi ích gì đâu. Nó nằm ở đâu ta? Không có ở đây. Đây cũng không có gì để bấm. Không có gì để bấm. Ngay đây có một cái để mình check coi. Tùy chỗ mới có thôi. Rồi xong, hình như chỗ này cũng không có luôn. Thế đéo nữa. Thế chỗ nào mới có? Đây cũng không có luôn. Ngay đây có một nút bấm nữa nè. Đâu mất tiêu rồi? Đâu? Đâu, không có là không có, what the fuck. Bắt đầu hoảng rồi nha. Nhưng rốt cuộc là cái tờ giấy nó nằm ở đâu nha? Quái nha. Mình thật sự là không biết nó nằm ở đâu thiệt. Trong khi mình mò hết trơn rồi. Ồ, cái gì vậy? Gì có sấm sét gì tận bên trong đây dữ vậy? Nhìn cái khu này nó có âm u sao sao. Mình càng kiếm càng lâu, nó lại cho mình một cái cảm giác rất là ghê. Kiểu như đáng lẽ ra mình không nên có mặt ở đây. Đại loại vậy. Rồi có cái khu này làm cho mình có linh cảm gì đó không ổn. Mình cũng đang, chính mình cũng đang điều tra đây. Và thật sự là mình không thấy gì hết. Phải thì chứ. Má, không thấy gì hết. Ôi ôi, giờ cái mình à. Má cái thằng này. Má, mình nhìn lên trên nhìn xuống tự nhiên thấy có nguyên bóng người. Má, giật cái mình chứ. Đang suy nghĩ ba cái ảo tưởng, nhìn xuống thấy thằng kia đứng mà đã thấy nó còn mặc đồ đen thui thui. Sắm xét đánh một cái đùng cái, má giật cái mình ra. Đồ trồn bố mày hoài. Má, trời mưa mà gặp mấy thằng nữ này chứ. Ê, đâu đây vậy? Ủa, nãy mình tìm đâu có đâu ta? Quái lạ. Nhưng mà chỗ này cũng không có gì hết. Thế đéo nào. Ủa, cái gì đây? Ủa mắt này có sim mà. À thì ra con nhỏ này tìm thấy. Vỡ nồi thôi chứ. À có nghĩa là mình phải tìm hết các manh mối có sẵn thì nó mới mở cho mình cái casino như thế này. Game nó cài nhau cả rồi. You will want to see this. These are shipments that were sent to my homeland. If this log is to be believed, the company now has a foothold in every Indian state. Yeah. The Agamemnon shipment, destined for the eastern coast of the Americas. And three more shipments planned along the same route. RMS Oceanic is next. It sets sail in 6 weeks. Where's Finley?
Vô, vô coi nào, có gì trong đây vậy? Nhìn nó cứ âm u sao sao? Uầy. Gì vậy? Ô, ơ, đù, á đù, á đù, cái thể loại gì vậy? Ô, thôi, nó gì mà dí với ông đi chung với mình xong. Ô, what the, ô, cái thể loại gì vậy? Ô, nó biến hình, ô, nó rặn ra hình người, ô, cái thể loại gì vậy? Ô, ông này nhìn quen quá ta. Lord Hastings, what the fuck? You believe me now? Oh shit. He is the one behind all this. Chết mẹ, ông này là lãnh chúa Hastings. Ông này là con gì vậy? Thể loại gì vậy? Nửa người nửa sói à, nửa người nửa ma cà rồng quá. Ông hút máu nữa kìa. Ông này chỉ nhanh được không vậy? Kiểu như trong phim Twilight á. Or as the Fleet Street pamphleteers have so fondly named me, Jack the Ripper, at your service. I thank you, Sir Lucan, for delivering these meddlers. Deal with them. And do not fail us. You. Quite fortuitous, wouldn't you say, Sir Galahad? The rebel leader captured, and a traitor revealed, all in one fell swoop. The traitor being you, regrettably. Alistair. How could you? Forgive me, brother. I have to look to my own kind above all. Your kind? Ít địch của thằng này. Má, tao tin mày vậy vậy mà lâu năm vậy mà mày nở chơi vậy sao? Ôi, quick time event. Đây, đây, ông già. Đúng, má nghĩ vậy. Ai cho ông đụng vô nhỏ đó, hả? Nhỏ đó bù nhí của tôi đó. What the fuck mày, tránh ra coi. Cái thằng, má, tao tin mày mà mày chơi tao mày. Mày với cái ông già đó mày chơi tao mày. À, thì ra tao mới biết là hai tụi bay là một cái thứ thể loại người đéo là người, ngợm cũng đéo là ngợm. Nghĩ, ô má, đéo tin được đâu má, lo nói không đánh hụt luôn rồi, quên bấm nút tam giác mới tụt chứ. Từ từ, không sao, bình tĩnh, cái gì phải bình tĩnh. Cái thằng này, nó là cái thể loại đéo gì đó mình cũng không biết nữa. Nhưng mà nó đéo phải người, nó là ma cà rồng, nó là quái thú mẹ hết rồi. Nó ăn thịt người, hút người máu người sống thì kiểu như nó là... đồng bọn chung với cái thằng mà mình vừa mới đốt hôm bữa xong ha, không phải hôm bữa đâu, mới cách đây vài tiếng hay là vài phút gì đó, vài chục phút gì đó, thì cái thằng chó này là một trong đệ tử của ông già đó. Giờ tao hiểu tại sao rồi, giờ tao hiểu tại sao tụi bay cấu kết chung với nhau, tụi bay hai cái ông nội này lại là nhân vật chính, là trưởng của, ôi nó biến hình mẹ rồi. Là nhân vật chính kiểu như là trưởng của hội The Order mà thấy đéo nào, nó lại chính là con chó sói, cũng chính là con ma cà rồng. Má mày hả, xem mày có ông nội mày làm cái gì mày kìa hả. Má